chân bảo Hân đi lên tầng 2 của bảo tàng nào. Lên tầng 2 bảo Hân sẽ hướng dẫn nhá. Bảo Hân thuyết minh nhá. Rồi chúng ta bắt đầu. Con ơi đây là cái gì nhỉ? Đây là gì nhỉ? Bia gì? Bia vào bằng trước bia có con gì đây? Con rùa đang làm gì? Con rùa đang cõng cái bia. Đúng chưa? Đây là ông Nguyễn Trãi. Em ơi ra đây mẹ sẽ giới thiệu với con về cái ông này. Ông này là ông Nguyễn Trãi. Đúng rồi. Ông ấy đỗ thái học sinh, tức là tiến sĩ. Ở đây là phần này, bố có thể giới thiệu giúp mẹ được không? Mẹ quên hết cả rồi. Nguyễn Trãi hiệu Nguyễn Trãi. Ông là con của Nguyễn Thị Thanh, cháu ngoại của Hoa Tư Đồ và Lê Hải. Ông là tên là sách Bộ Công đi theo Lê Lợi khởi nghĩa ở vùng Nam Sơn Thanh Hóa. Nói một chút đơn giản, đấy là ông là một nhà giáo đúng không? Ông là một quân sự, một nhà giáo. Rồi có công giúp Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh xâm lược. Mẹ ơi, một người đây là đầu rồng. Con tập trung vào nghe bố nói đi thì mới hiểu được, về mẹ sẽ hỏi lại con. Ông là một người giàu lòng yêu nước, nhà bác học nguyên tâm. Sau này sẽ có rất nhiều tác phẩm mà khi con học con sẽ phải học về ông này đó. Ông được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới năm 1980. Và ở Việt Nam thì cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới. Thế á? Thế ông ý, đây là một bức tranh thật đấy đúng không ạ? Tranh vẽ. Tranh vẽ, tranh lụa. Rồi đi vào đây. Bây giờ con thấy không? Toàn đồ ngọc đẹp không? Đến thời nhà Lê thì văn hóa từ đời đồng sẽ chuyển sang đồ các cái đồ ngọc bằng đá. Bảo Ân ơi, Bảo Ân con ra đây con xem này. Thế các cái này là bằng gì? Hả? Con đố không biết bằng gì? Bằng ngọc đấy. Ngọc. Đây là hồng ngọc. Ngọc đấy. Đây là mũ của một ông vua. Mũ thượng triều, tức là khi nhà vua lên thượng triều ấy, nhà vua sẽ đội cái mũ này. Quan đấy, lên triều hàng ngày là nhà vua đội cái mũ này. Chưa. Kiếm. Kiếm này của vua đúng không? Của vua. Kiếm, kiếm an vua. Dân bảo kiếm. Vua Khải Định nhà Nguyễn. Lạng vàng đúng không anh? Lạng vàng, cái chuôi là bằng ngọc đấy nhé con ơi. À đây, con dấu đây nha. Con dấu của bây giờ đấy. Đây là bằng vàng hết này các em này. Sách bằng vàng. Kim sách. Và ấn quốc gia tín bảo. Tức là con dấu ấy, con hiểu không? Sang đến đời này à, toàn những cái đồ tinh xảo hết rồi. Con chén bằng bạc và bình. Bình. Đồ gốm sứ rất là tinh xảo rồi đúng không? Đây là cái kiệu con nhá. Kiệu để cho vua ngồi vào ấy. Con đi bên này con ơi, đi một vòng. Con sẽ đi một vòng rồi quay ra, con sẽ ra đến đấy. Bên này nó có một cái tủ sách cổ đấy các em này. Con sẽ không thể đọc được cái sách này. Ê, đây là chữ Hán luôn. Chữ Hán luôn. Con nhìn chữ này hiểu gì không? Chẳng hiểu gì. Chả hiểu gì. Chỉ đọc qua. Tên là chuyện kiều này. Chữ. Đấy. Tên là bộ chuyện kiều này. Cái này thì đến bao giờ mới đọc được ạ? Không thể đọc được. Cái này không thể đọc được, cái này chỉ những
Rồi thì họ mới có thể đọc được. Đây là bộ trang sức, bộ quần áo. Đây là trang phục của thầy Nguyễn. Đây là cái cổ áo của phụ nữ này. Ừ. Chắc là đây phải là của hoàng hậu hay của cái gì đấy. Cái đôi giày cơ của anh. Dùng trong hoàng cung. Cái này là dùng trong hoàng cung anh ấy. Đôi giày kiểu của các cái nhân. Bộ áo. Đây là trang phục trong hoàng cung. Chắc là chiếu lệnh. Chiếu lệnh. Sắc phong. Đây là sắc phong. Chỉ trên lụa vàng. Những bản chữ trên lụa vàng. Đây tất cả là các tấm chiếu. Sắc phong, sắc phong. Của nhà tiên, tại sao lại gọi là sắc phong ạ? Sắc phong tức là khi người ta đạt một cái gì đó giỏi đúng không ạ? Giống như dây khen bây giờ đúng không ạ? Đây là tiền. Tiền này. Củ chè. Khảm chai đây con. Cái này là vỏ con chai này, người ta khảm lên này. Ta cấm được mà. À, rồi sorry mẹ xin lỗi. Cái mâm đồng này con kìa. Đó. Đấy là cái mâm đồng. Mâm đồng. Đây là đồ lư hương thờ cúng. Đèn. Đèn treo treo là đèn. Đình treo. Đây là một cái ngai vàng đúng không ạ? Đây là ngai thờ Hoành Phi. Ngồi lên. Đây là cái mõ. Mõ. Cái này là người ta để đốt nến ở đây này con này. Đây là một khẩu súng. Pháo. Một pháo, súng thần công đấy. Đây là Triều Nguyễn, thời kỳ độc lập. Đây là con nhìn chữ này. Tiền bằng bạc đấy. Tiền thỏi bạc đĩnh. Đây là thời kỳ độc lập của Triều Nguyễn. Nguyễn dùng đến cái tiền này này. Tiền thỏi cái này. Vâng. Là các cái ấn dấu là chức danh. Tên tự nó cũng là cái ấn này, nó cũng giống như cái dấu ấy con. Bình có hai tầng nữa con. Quan huyện. Đây là cột trụ à? Đúng rồi, đây là chuông. Đây không phải là con chó đâu, đây là con sư tử đâu. Con sư tử. Con sư tử. Đây là cái gì ạ? Cống bút. Hộp đựng sách. Đấy, ngày xưa các sĩ tử ngày xưa là có như này này. Hộp đựng sách. Đấy, ngày xưa đi học là có những cái này này không? Đây. Thần công. Cho đạn bắn. Cho đạn bắn bùng bùng. Đây là cái gì nhỉ? Vừa lấy mẹ vừa giới thiệu con ngoài. Khánh. Đúng rồi. Đây là bộ sưu tập gốm Phù Lãng và Thổ Hà. Cái ấm đẹp chưa các em? Cái ấm này đẹp chưa? Lư hương. Này có và sen. Lư hương và sen. Bên này là cái gì đây ạ? Chanh, chanh. Ngựa và voi. Nhìn mà không được. Đây là thời Triều Lê Trung Hưng, thế kỷ 17-18. Đây là những đồ dùng trong sinh hoạt. Đây có phải là cái trống đồng không? Chống đồng không bố? À, chống đồng. Chống đồng đây. Chống đồng. Đúng rồi. Đồng này, đồng này.
Đúng rồi, con gái nói chuẩn luôn. Đây, con đi ra đây là sẽ vòng một vòng luôn. Đây này, tiếp là những cái gì này? Ấn này này con này, con dấu này. Ấn triệu. Ôi ôi, con chim dưới con này. Đây là con gì nhỉ? Con hạc con ạ? Con rùa. Quy, con quy là con rùa. Đây là Đức Phật không? Tượng Phật nằm. Niết bàn. Phật Niết bàn. Còn đây là tượng Phật nhìn tay nhìn mắt này con này. Đúng không? Phật bà nhìn tay nhìn mắt. Không, đây là Phật bà. Đúng rồi, cái này mẹ sẽ phải có hẳn một tuổi thì mới nói được về cái đấy. Ô, tại sao con này với con kia khác nhau rồi? Con này là tượng vẹt. Đây á, tên là gì hả bố? Cũng là thần công. Có loại thần, thần tiền. Dấu ạ? À? Thần dấu. Dấu một cách cấp. Tên là tiền. Đây cũng là gì? Súng này. Chắn ra không lổ được trận. Đây là ngói gạch. Ngói gạch này à? Đúng không? Tên là đầu rồng đấy con này. Đầu rồng. Hai cái sừng. Vẫn còn đất lung. Chiều laser. Ồ, có một cái bình rất đẹp đúng không? Đây là chân đèn chứ không phải bình con ạ. Nhìn giống cái bình nhưng mà không phải, nó là chân đèn. Rồi chúng ta hết cái phần bên này mới là được một mặt của tầng 2 đúng không ạ? Tiếp đến Nghiêng rồi đấy, mẹ đã giới thiệu cho con rồi. À đây, ra đây mẹ sẽ giới thiệu cho các em về những cái đồ đựng nến, chân nến này. À, mẹ ơi, con hiểu rồi. Con, theo con họ sẽ để nến vào đâu? Họ sẽ để nến vào các cái trung bục trên này. Đúng rồi. Không, mẹ? Đúng rồi. Chuẩn, thông minh. Đây thế này con này. Đúng rồi, chuẩn. Còn bên này thì họ để đúng ở chỗ này. Đúng rồi. Cái này cũng để nến này con này. Cái này để nến trên đầu. À, để nến trên tận gốc cây. Đúng rồi, trên tường. Cái này thì để cũng để trên kia. Đúng rồi. Rồi chúng ta sang đến phần văn hóa Champa đúng không ạ? Ok, nghệ thuật Champa. Đây con ơi, đi sang bên này. Vẫn là tầng 2. Đi bên này con ơi. Vòng bên này. Bên này. Đây là những... Đúng rồi, bia. Đây là văn hóa của vùng vùng Champa. Bệ thờ con ạ. Đúng rồi. Nhưng mà không có gì cho vào các tỉnh Việt Nam. Ở trên này nó có một cái gian hàng à. Bán đồ lưu niệm. Bán đồ lưu niệm. Đây là thổ cẩm. Chim gì ạ? Chim thần Lai Lua. Con này chính là hình ảnh của con chim đại bàng ở đây. À. Tập Ấn Độ. Ở trong này tối quá nhỉ? Sư tử này. Đây là tháp không? Gì ạ?
Tháp 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 Chàm. Sau này con sẽ có dịp vào những cái vùng như là Quảng Nam, Lý Sơn. Con đi đánh nghệ Lý Sơn sẽ có cái này đấy. Tháp Chàm. Con nhớ gói quy và có con chung lưng cả con đại bàng đó bạn. Bắt được ra không? Đó chính là dạy con đại bàng, đó chính là hình ảnh chị giải đơn ra. Bên là đến phòng trưng bày ốc eo Phù Nam. Ở trong này khá là tối. Con đi vào đây. Tối quá quay không quay nổi. Ở đây chủ yếu là các trang sức. Trang sức bằng vàng, quên tai, nhẫn. Chưa bao giờ. Đây là các mảnh tiền này. Các mảnh tiền. Cái này chắc là bằng kim loại. Ôi, hai cái này nó cứ chia ra hai phần, ghép lại là bằng đồng tiền đúng không? Rồi, mẹ cũng không hiểu lắm. Đây là đồ gốm sứ. Ở bên trong cũng rất là tối. Cái môi bên này là vật liệu kiến trúc bằng đất nung này. Đây. Con ơi, má mẹ con. Bát đồng. Ở đây là những đồ trang sức. Vòng ngọc. Các loại đề, các loại vòng. Vòng. Hạt chuỗi. Hai quyền tài. Rồi, hết rồi, đã hết bảo tàng mất rồi. Thế là xong đến đồ gối rồi. Hết. Hết rồi con ạ, tầng 2 là hết. Rồi con chào cả nhà đi, cảm ơn cả nhà đi. Chúc cả nhà có một buổi xem tham quan bảo tàng vui vẻ. Và hẹn gặp lại cả nhà ở những bảo tàng mới tiếp theo mà hai mẹ con Bảo Hân khám phá nhá.